Kinh Thánh đó, thì nói rằng là Đức Chúa Trời có quyền cho, nhưng mà Đức Chúa Trời có quyền lấy cho ra. Tôi lại ngược lại, tôi nói là Đức Chúa Trời cho thì Đức Chúa Trời không bao giờ lấy lại. Nó khác với người ta như vậy. Tôi nghĩ rằng ở đây thì có một cái đồng cảm là với tôi rằng là Đức Chúa Trời cho thì Đức Chúa Trời lấy lại, nhưng mà tôi thì không. Khi mà Chúa cho thì Chúa không bao giờ lấy lại. Đó là cái sự thật trên nó nói. Đúng rồi. Chúa không có lấy lại. Chúa không có lấy lại. Tại tại vì mình làm bắt. Lần ban cho thì không thay đổi. Đó là cái sự thật. Bởi vì tôi thấy cái cuộc đời của người mà mạnh nhất thế giới thì Chúa cho chứ không lấy lại. Đại sống sống hay đại cứu. Và buổi sáng nay thì tôi thấy rằng là quý vị rất là vui khi mà nghe lời Chúa rồi. Amen. Thì cười vui rất là tốt. Và mình đã thấy những món ăn mà Đức Chúa Trời ban cho nó phù hợp với mình, cho nên mình mới vui. Còn nếu mà không vui thì làm gì nhá? Thì buồn thì sao có được đâu. Buổi nay tôi thấy là rất là vui. Mẹ hoan cái lời Chúa thì chúng ta phải quay lại. Amen. Hallelujah. Để xem là lời Chúa nói gì ở trong Thi Thiên. Để rồi cho đời sống của tôi và ông bà anh chị em chúng ta bước đi phải dựa theo lời Chúa. Amen. Là đừng có cảm giác theo cái sự xác thịt của mình. Amen. hay là cảm giác cái niềm vui của mình ở với thế gian, để rồi mình sống một đời sống cẩu thả, một đời sống mà nó không ra tiền thì Chúa cũng chạy cái đường đó, tôi cũng chạy cái đường đó, ai cũng chạy cái đó. Cho nên chúng ta phải xem lời Chúa nói gì để rồi làm cái hành trang cái đời sống của mình, để người ta nhìn vào, người ta thấy ô, Chúa của chúng ta là một đấng tốt lành, không phải là một cái ông xỉn say hay là một cái ông mà khùng khùng điên điên, nhưng Chúa trời là Chúa trời tốt lành. Nên một con người nào đó thì chúng ta theo cái người đó thì chúng ta sẽ được tốt lành giống như cái người Chúa trời. Ở đây thì Kinh Thánh ở trong đoạn 45 câu 10 và câu 11 thì là Chúa có nói như vậy: hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai, khá quên danh sự và nhà cửa, cha. Nhà của cha của con. Amen. Thì vua sẽ mộ con, sắc con vì Ngài là Chúa con. Hãy tôn kính Ngài. Hãy tôn kính Ngài. Tôi học được, tôi từ sáng là tôi đến đây là tôi xem cái phần đoạn Kinh Thánh này, thì tôi đọc được cái câu 11: vì vua sẽ mộ nhận xác con, nhận xác con vì Ngài là Chúa con. Với một hãy tôn kính Ngài. Tâm Chúa thì tôi đến rất mộ, nhưng mà tôi cũng nghe được lời Chúa nói về một cái hình dáng của mình. Quý vị không nghĩ rằng là tôi đã suy nghĩ khác với quý vị một chút xíu. Tôi nghĩ tôi là người nữ. Tôi là người nữ. Nhưng mà tôi thắng đấy. Đúng rồi, mình là người nữ. Tôi là người nữ. Ra từ Chúa. Và tôi thích nghĩ rằng là nếu như mà David Hồng là một người nữ thì như là câu Kinh Thánh nói ở đây: hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai, khá quên danh sự và nhà của cha của con. Amen. Nhà cha. Nói về thế gian, những gì thuộc về thế gian. Một cái điều mà khi mà bước vào ở cái
thì Chúa nói rằng hãy ra khỏi mình dòng tộc bà con của người, ta sẽ ban phước cho người một cái vùng đất khác, một cái nơi khác, mà xứ đó là đường sữa. Nhiều lúc thì tôi xin tôi thích nghĩ rằng đời sống của tôi và của anh chị em nó có khác nhau một chút về cái sự suy nghĩ hay là cái những cái công việc làm, nhưng mà thế mà nó chúng ta thường thường làm với cái sự mắt mình thấy là nhiều hơn là cái sự cảm nhận về cái chương trình. Bởi vì mình sống ở trên đất này là mình đang là những con người sai, cho nên thường thường thì chúng ta cảm nhận về những sự xác thịt nhiều hơn. Cho nên khi mà lời Chúa đến với đời sống của tôi và ông bạn chị em thì chúng ta có thể là không nghe nổi, không chịu nổi. Bởi vì sao? Mình đang sống một đời sống buông thả, phải không ạ? Một đời sống mà mình chấp nhận nhưng mà người khác không chấp nhận. Một đời sống xác thịt là như vậy, bởi vì nó làm thỏa mãn cái đời sống xác thịt của mình thôi. Mình đam mê hay là mình làm một cái gì đó, mình đang giàu có thì mình muốn làm gì? Nghèo đi hả? Có ai muốn vậy không? Không, nó muốn mình giàu có. Bởi vì xác thịt của mình mà mình phải buông tay thả lái cho nó đã luôn. Bởi vì mình giàu rồi mình muốn giàu hơn. Đó là cái đời sống của mình tại như vậy. Đời sống thái thật mà. Bây giờ mình theo Chúa. Sao đây? Sao mà ông Trần Anh cũng nói là khổ dữ người ta. Theo ông Trần Anh là sao đây? Theo Chúa. Theo ông Trần Anh là khổ vợ như vậy rồi mình sống có triệu mấy mà nuôi người ta mười mấy người rồi sống bằng cái cách nào đấy? Khủng. Phải không? Nhưng mà Chúa nói là ngươi phải làm điều thiện điều lành, hãy lánh điều ác và làm điều tốt lành. Tại sao không nghe lời Chúa mà lại nghe ông nói xong thảm quá dữ vậy nè? Sao? Làm có triệu mấy mà nuôi mười mấy người lấy gì rau muống mà không có mạng hay là đó gì hết trơn. Nhưng mà Chúa muốn để con thấy cuộc đời của con là một người trăm bày như thế nào, trăm bày cho người ta chứ chăn chim mà không biết là đồng cỏ ở đâu thì chim nó chết đói. Đi chăn chim mà không biết là cái vũng nước ở đâu á thì chim có nước uống không? Mà chăn chim mà biết rằng cái vũng nước đó có con sấu á mà cho chim uống thì nó đớp luôn chim, nó đớp chim luôn. Thế thì chúng ta nghĩ là chúng ta theo Chúa không phải là đơn giản đâu quý vị. Chúng ta hầu được Chúa, chúng ta chăn chim cho Chúa. Chim không phải là chim của mình mà chim của Chúa. Amen. Hallelujah. Mà nếu như mà ngươi yêu ta chăng mà ngươi không chim chim của ta mà không đúng á thì như thế nào? Nếu mà chim bị con cá sấu ăn thì trách nhiệm về ai? Đúng rồi. Trách nhiệm về ai? Mình chăn. Tại mình không có sự công bằng. Mình không chỉ con chim nó ăn đúng chỗ, uống đúng chỗ. Trách nhiệm thuộc về chính đời sống. Amen. Vâng Chúa. Cho nên quý vị ơi, không phải đơn giản. Mình chào thì không đơn giản. Một người theo Chúa không phải là đơn giản. Cái gì cũng có thể đúng mà cái gì cũng có thể sai. Có chăng? Bởi vì thực tế mà nói, người chăn mới biết là chim nó ăn cái gì. Như thường thường trước tôi nói đó, tôi nuôi gà là tôi biết nó ăn cái gì. Nhưng mà tôi quên không phải gà cho nó là nó ăn sổi. Có gà cũng ăn sổi mà. Chó ăn đá mà sợi gà ăn sổi. Bởi không có cái gì ăn, nó phải ăn đá ăn sổi thôi. Nó phải ăn.
mà nó ăn rồi á là nó bị gan. Nó sẽ vào trong cái cơ thể của mình và cái nghĩ ruột thôi nó không có ra được thì nó sẽ bị đại nó nặng trong cái ruột và nó sẽ bị ung thư ruột. Và người chăn không biết là con gà nó bị ung thư ruột thì như thế nào? Chầm gà. Chầm gà thì sẽ nguy hiểm. Gà nó chết rù nó chết, cũng nó chết một loạt. Thế thì cho cái thuốc khác vô là nó chết. Trừ khi mà phải mổ thì nó lấy cái cục đá ra thì nó mới sống lại được. Thế thì tôi và quý vị cũng không chúng ta nhiều lúc chúng ta không có giống như người thường ta được. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình tài đức nhưng không phải. Được rồi. Mình nghĩ là lo cái cơ thể của sức mẹ chưa rồi lo cho cái bụng mình nó no, rồi lo cho gia đình mình nó giàu có. Nhưng mà chúng ta không nghĩ đến những cái nhiệm vụ mà Đức Chúa giao cho một người nữ đại đức mà, một người nữ ở đây là người nữ mà chồng mình tin cậy, chứ không phải là một người nữ mà chồng nghi ngờ với mình thê thảm quá. Chồng nghi ngờ không phải là người nữ mà không tin tưởng, chứ không phải là người nữ mà nói với ông Trần Anh là làm bà nội người ta. Bởi vì suốt đêm có lội đi mà làm sao mà làm gì được, làm bà nội người ta lắm lội suốt ngày suốt đêm mà mình nghĩ có làm gì cũng làm gì hết. Cái gì quý vị ơi, chúng ta tôi và ông bạn kia là người nam nhưng mà trong kinh thánh chúng ta là người trên mặt Chúa phải là người nữ, chúng ta là một người mà phải làm có ích cho chồng mình. Nhưng mà tôi và ông bạn kia suy nghĩ trong cuộc đời của chúng ta đã làm gì cho Chúa, hay là chúng ta chỉ làm cho mình không à, chỉ lo cho mình không à? Còn có người Chúa thì như nào? Có là làm chơi chơi, ân thì là thường thì làm được cái gì nhau không có được mấy người, ân thì làm gì làm đấy. Tôi cảm ơn Chúa khi mà đến đây cảm ơn Chúa thì được các thầy cô chú nói về cái sự hoàn thành, nói về cái sự mà nhà của Chúa, nói về cái sự mà tôi nhà của Chúa, tôi thích lắm. Tôi đảm bảo với người ta tôi thích lắm. Mà trước mặt Chúa tôi thấy Đức Chúa Trời biết tấm lòng của tôi. Amen. Khi mà tôi đến nguyện sĩ thì tôi đến cái sự tập của thì tôi thấy những cái điều mà tôi không đẹp. Và cảm ơn Chúa thì tới giờ thì tuy nhiên là nó chưa có đẹp nhưng mà gọi là chỉ là một chút xíu thôi, chứ còn phải sửa nhiều lắm, còn phải dọn nhiều lắm, còn phải làm nhiều điều lắm, Đức Chúa Trời mới mặt thôi. Điều đó là sự thật. Amen. Tôi tới đó là ông thầy ông biết rồi, nhà treo vách đá, vách lá, cột kèo đung đưa. Tôi nói nếu mà cứ đi sâu mà không biết lộ là rớt xuống đó là chết đuối. Nhưng tôi thưa với quý vị là tôi có thích tới đâu giống như anh Nam cổ phụ tôi đến đâu tôi lập bằng lợi đến đó, dù tôi biết là tôi chưa đủ thích tôi vẫn làm bước thứ nhất rồi sẽ bước tới bước 1000 bước. Sai lầm đúng không? Đúng. Tại sao mình không dâng cái đẹp phòng nào đẹp nhất cho chú đi mà lại dâng cho chú một cái phòng mà để chú rớt xuống rồi chết đuối rồi sao? Tôi suy nghĩ như vậy, tôi đơn sơ sao tôi nói vậy, tôi nghĩ sao tôi nói vậy, và tôi làm vậy. Và tôi nói ơi, tôi biết bơi không nè. Và tôi nói ơi, thôi bây giờ thế này nè, má cho một cái phòng.
rồi cái kho đó đi. À. Con gọt lại, con làm một cái nơi mà để mình thờ phượng Chúa. Má tôi thật là. À. Cảm ơn em. Được. Má tôi nói rằng là con ơi, con làm đi, khả năng của con có nhiều con làm bấy nhiêu. Amen. Tôi thưa quý quý vị là con làm này. Ừ. Có một mình có thể. Ừ. Nếu mà mấy thằng mà quản lý nhà đất nó chụp vô thì nó thấy cái phòng đó mà nó đi về cái là tôi hốt mấy ngày là xong. Tôi xây rồi tôi làm đèn rồi tôi làm gì cũng biết. Nhưng mà thực tế mà nói cái nhà nó làm là làm chốt chắc. Không quy hoạch mà quy hoạch nó chọn thằng đó giống đẹp như này nhưng mà cũng có phòng thờ phượng Chúa mà nói thật là Chúa không có bị chết Chúa còn nếu không thì cái điều của thế cũng như thường 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 mình cái lòng tham của con người này cái nơi nào mà tốt thì mình cho thuê còn nơi nào mà không tốt thì mình để cho Chúa ở. Họ nghĩ nếu mà Chúa chết đuối thì đó là đơn thơ một đứa trẻ nhỏ thôi, nó nghĩ như vậy thôi. Chứ còn nếu một người mà lớn á thì người ta không có nghĩ như vậy. Người ta nói rằng là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, làm sao mà chết đuối được. Chúa đi trên mặt nước được mà. Đó là cái suy nghĩ của người lớn. Còn tôi là một người nhỏ hơn một người trẻ con thôi. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu mà Chúa mà nói xuống nước là nước chết đuối thì tôi chỉ nghĩ như vậy thôi. Ở đây phải ráng lời chết. Chúa nói với tôi rõ mà chị em điều gì ở trong cái câu này, câu 10 này. Câu 10. Hỡi con gái, hãy nghe, hãy suy nghĩ, hãy lắng tai, khá quên dân sự và nhà của cha của con thì vua sẽ mộ nhận nhan sắc con vì ngài là Chúa con. Hãy tôn kính nhà. Chúng ta có tôn kính Chúa không? Chúng ta có kính sợ Đức Chúa Trời không? Nếu chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta có làm bậy không quý vị? Không dám. Sợ. Chúng ta làm bậy không? Sợ không dám làm. Sợ. Tôi luôn luôn nghĩ rằng là Chúa đang ở bên mình. Amen. Chúa đang ở bên cạnh mình. Amen. Và Đức Chúa Trời tốt lành của tôi đang theo dõi tôi từng bước một. Amen. Những điều tôi nói, những công việc tôi làm thì phải thành thật trước mặt Chúa. Amen. Không thể nói dối được. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nói dối. Không phải Đức Chúa Trời là loài người mà nói dối. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời mà khờ dại với con người mình đâu mà nói dối. Cho nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời thành tín, Đức Chúa Trời là nhân từ và thành thật. Chứ không phải là Đức Chúa Trời mà giống như trong thay đổi. Giống như một con người mà khổng bố. Hay là Đức Chúa Trời giống như một cái con người mà lừa gạt. Mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chân thật. Cho nên đời sống của tôi và ông bạn chị em phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ Phật. Cái lẽ thật nó mới là quan trọng. Cái sự gian dối là bỏ đi. Quan trọng nhất là đời sống của tôi và ông bạn chị em chúng ta chưa có thân. Chúng ta chân giả nhiều lắm. Và lời Chúa buổi sáng nay nói với tôi là bạn sẽ đẹp. Chúng ta chưa thật.
thì chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, cho con trở nên một con người chân thật như Chúa muốn. Amen. Ngày hôm nay chúng ta chưa thật, ngày mai chúng ta sẽ trở thành người chân thật. Amen. Ngày hôm nay chúng ta là chân giả, chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, cho con có những cái chân thật. Amen. Thì ngày mai Chúa sẽ cho chúng ta có chân thật. Ngày mai chúng ta chưa có chân thật, chúng ta cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, cho con có chân thật. Amen. Ngày mốt chúng ta có chân thật. Amen. Năm nay chúng ta là chân giả, ngày năm sau chúng ta sẽ trở nên những chân thật. Tại sao chúng ta không trở nên một con người mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm, mà chúng ta lại muốn thôi con là người không thể nào làm chân thật được? Tôi nói rằng tôi con chưa có chân thật. Amen. Tôi con là người lừa gạt, dối gạt, con là người tội lỗi đầy dẫy. Tôi cho con trở nên một người Chúa muốn thế. Amen. Bởi vì chúng ta có hai điều thôi. Một là chúng ta giống Chúa. Hai là chúng ta giống ông hàng xóm. Giống ông hàng xóm. Mọi người biết rằng ma bánh chúng ta mua về cho ai ăn? Không nắm. Chúng ta là cha mẹ là mà phải mà chúng ta mua bánh về cho ai cái okay. Mà cho con cái mình ăn rồi có dư thì mới cho hàng xóm chứ. Mà bây giờ mình là con của Chúa, mình là con của Chúa mà mình giống ông hàng xóm, Chúa có vui không? Bây giờ con Trần Anh mà không giống con Trần Anh, giống cái ông hàng xóm, ông Trần Anh đó có vui không? Đau khổ ruột sẽ lại buồn khổ ruột. Mình là con của Chúa mà mình không giống Chúa, mình giống ông hàng xóm, Đức Chúa Trời vui lắm phải không? Vui không? Buồn đau ruột, buồn đau ruột ra ông Trần Anh. Quý vị ơi, chúng ta không thể nào giả tạo được. Chúng ta phải sống một đời sống đúng sự thật. Amen. Con của Chúa thì phải giống Chúa. Amen. Không thể nào giống ông hàng xóm được. Amen. Rõ ràng, rõ nét. Tuy nhiên đời sống của tôi chưa có giống Chúa được. Phải không nào? Tôi, từ lúc tôi theo Chúa là tôi mới giống Chúa chút xíu. Thế là tốt rồi. Hạn cả xíu. Chưa nhưng mà chú ơi, và cãi được mỗi ngày chú cho con giống Chúa nhiều hơn đi chú. Con nhà tông. Tại sao mà không nói như vậy cả? Mà mình nói rằng là chú ơi, mỗi ngày cho con giống ông hàng xóm chút đi chú ơi. Nguy hiểm quá. Vậy. Và chúng ta là con của Chúa để chúng ta. Giờ này con giống ông hàng xóm chưa? Chú đừng có cho con giống ông xóm nữa. Chú cho con giống Chúa đi. Bởi vì Chúa Giêsu sống trên đất này 33 năm. Chú làm những điều gì trong Kinh Thánh đã nói rõ ràng cho con biết rồi. Chú ơi, thay đổi đời sống của con để khi con giống Chúa như một đứa trẻ thì ở trong luôn luôn ở trong đền thờ của Chúa. Phải không ạ? Khi Chúa Giêsu sống trên đất, khi mà Chúa là còn thiên nhiên thì Chúa làm gì? Chúa làm gì quý vị? Cũng sợ cha mẹ. Chúa luôn luôn ở trong đền thờ của Chúa để Chúa lắng nghe lời của Chúa. Để Chúa, cái điều mà Chúa làm điều đó để làm gương chúng ta. Phải không? Và Chúa nói những điều gì? Những sự khôn ngoan, không phải dạy thờ. Ngồi với ai? Những trưởng lão, những con người khôn ngoan mà nói những điều gì khôn ngoan hơn những người trưởng lão? Chỉ có những con người
yêu Chúa và lắng nghe lời của Chúa mới có thể hiểu được điều gì Chúa muốn nói, mới có thể có sự khôn ngoan để nói về sự khôn ngoan. Còn không thì như thế nào? Luôn luôn sống ở ngoài đời, nói ở ngoài đời, làm việc ở ngoài đời và khôn ngoan ở ngoài đời. Và Chúa nói rằng chớ nhờ cậy sự khôn ngoan của con. Amen. Chúa dạy tôi như vậy. Amen. Chúa khôn ngoan hơn. Và quý vị ơi, khi Chúa trở nên một con người hoàn hảo thì Chúa thường thường kiên nhẫn và khẩn thắng ông Chúa về một con người trần ăn. Tại sao uống rượu phải vậy? Cầu nguyện với Chúa. Tại sao năm giờ phải vậy? Cầu nguyện với Chúa. Tại sao nửa đêm phải vậy? Cầu nguyện với Chúa. Tại sao đi trên xe phải cầu nguyện? Phải cầu nguyện đi với Chúa. Cầu nguyện với Chúa. Bởi vì đi trên xe cũng có Chúa. Bốn giờ cũng có Chúa, năm giờ cũng có Chúa, ngày nào cũng có Chúa. Amen. Lúc nào trong đền thờ của Chúa hết đó. Thế thì Chúa dạy dỗ mỗi ngày như vậy, cuộc đời của tôi phải giống Chúa. Amen. Không giống ông hàng xóm được, không giống Satan ma quỷ được, tôi phải giống Chúa Giêsu mỗi ngày. Ngày nay chưa giống, ngày mai sẽ giống. Ngày nay giống ông hàng xóm, cầu nguyện xin Chúa cho con trở lên giống Chúa, con sẽ giống Chúa. Amen. Và cuộc đời của tôi và bạn chị em, nếu chúng ta bước đi giống như Chúa Giêsu từng bước trên đất này, sự thành công phước hạnh ở trên đời sống của chúng ta. Quý vị ơi, không phải giàu có là mới có thể giúp được người khác, không phải là 70 tỷ mới giúp được người khác. Mà David Hùng đã từ không có 1.000 đồng ở trong túi, amen, cũng đã giúp được người khác. Amen. Cũng đã giúp được người khác. Tôi đã từng đi làm nghĩa đây, ở tại tháp môn này, ở tại địa điểm này, ở tại khu vực này. Tôi gặp cái thằng giang hồ á, là nó đánh người ta, rồi nó đốt nhà người ta, nó bỏ lên trên này, nó xong. Và nó cũng vô cái chỗ làm ghế của tôi là nói ăn một tô, bây giờ tôi đói bụng quá rồi, mà không có tiền để mà ăn cơm lúc bấy giờ ở tại địa điểm nơi này. Cơm là 7.000 một đĩa thôi. Tôi cũng có tiền đâu, nó không có tiền, nó giang hồ, nó không có tiền, tôi thờ phượng Chúa, tôi cũng chẳng có tiền đồng bạc nào tôi hết trơn. Tôi nói rằng là em ơi, chờ anh một chút, chỉ một chút thôi em. Chạy về nhà đột tiền cũng có đồng bạc nữa, có đồng nào là vợ nó quốc hết rồi. Trong bóp mình không có đồng nào, muốn giúp người ta cũng không giúp được. Và quý vị biết bạn đẹp trai, một cuộc đời của một con người thế thẳng đến nó đòi như vậy. Tôi chạy vòng quanh cái khu vực nhà tôi ở Trần Anh, biết cái nhà đó thuê không rộng lại, không phải đơn giản đâu. Tôi đi một vòng quanh cái nhà tôi lượm được một số dây chai ra bán, thưa với quý vị là cũng không có dư một đồng, mà cũng không có thiếu một đồng, đủ 7.000 mua một dĩa cơm cho thằng nhỏ ăn. Tại sao mà bây giờ phải chờ đợi cho tôi 70 tỷ, 100 tỷ tôi mới có thể giúp được người khác? Trong khi đó, một đời sống con người chỉ cần không có đồng nào cũng có thể giúp được đời sống người khác. Chúng ta giống Chúa là giống cái chỗ này, chứ không phải là giống cái chỗ mà nhiều tiền mới có thể giúp được. Thấy không? Giống Chúa là giống như chồng Trần Anh vậy đó, làm con 1.500.000 à, mà nuôi 17 người, giống cái chỗ này, không phải giống cái chỗ khác, giống cái chỗ này. Tôi thích cái chỗ này, tôi muốn nhấn mạnh cái điều này. Dù cái kẻ mà mình giúp đó là những kẻ lộn xộn, là những kẻ không có ra gì hết á, mà những kẻ đó họ mới đến với Chúa chứ.
hiền lành, nhân từ, giàu có, sang trọng đến gì? Bởi vì đến với Đức Chúa Trời. Tốt quá. Tin lành là tin lành của những con người nào? Những con người lộn xộn đến với Chúa, những con người đau khổ đến với Chúa, những con người không ra gì đến với Chúa. Chứ mới tốt đẹp rồi mới đến với Chúa. Quý vị, cho Trần Anh là một người giải thọ, một con người không gia đình, tôi thấy rằng rất tốt, rất tuyệt vời. Một con người Chúa sử dụng là phải như vậy. Là phải như vậy. Một ngày lên đây nó đến với Chúa thôi, mà 29 ngày nó ra bên xe mình, miền Tây, miền Đông thì nó tội lỗi. Nhưng mà vẫn cứ thâu nạp nó về để dạy dỗ nó từng chút. Nó không nghe cũng dạy, nó cần phải nghe. Nó không nghe cũng vậy đó. Bởi vì Chúa chỉ cho mình phải làm những điều đó mà. Tại sao mình không làm? Mình làm những điều tốt như vậy. Tốt quá. Tại sao vậy? Ba tôi. Chúa đi đến đâu mà dân chúng nó cầm đá ném thì Chúa đi chỗ khác. Đấy mà. Đâu sao đâu. Và tôi xin thương quý vị, có những con người chẳng ai như vậy được Chúa Trời nhận biết. Đức Chúa Trời rất thích có những con người đàn như giống như David Hùng vậy đó. Đức Chúa Trời rất thích không cần phải nhiều tỷ, mà chẳng có tỷ nào mà tôi cũng giúp được người ta. Những người để thầy đấy, người để thầy cái đó mà. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời tốt lành như vậy đó. Đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy đó. Chúng ta bước đi là bước đi cùng ngắn, cùng đi với Chúa, cùng làm việc với Chúa. Chúng ta không làm việc của mặt đi, chúng ta làm việc của Chúa làm. Chúng ta nói những điều gì mà Chúa nói, Amen. Chúng ta mới trở thành một con người mà Đức Chúa Trời sử dụng. Amen. 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 Amen.